Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình nâng cấp bê tông nhựa nóng đường từ DT748 đến ngã tư Tiền Giang, khu phố An Mỹ, phường An Điền, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đây là một trong những công trình then chốt phát triển đô thị, công nghiệp của địa phương. Việc nâng cấp bê tông nhựa nóng đường từ DT748 đến ngã tư Tiền Giang là một trong những yếu tố quan trọng trong kế hoạch đưa Bến Cát trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương. Công trình lần này được thực hiện bởi chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Cát và Công ty Cổ phần Thực phẩm và Nước giải khát Nam Việt. Với sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa Công ty Nam Việt và thị xã Bến Cát, chúng tôi mong muốn không chỉ góp phần xây dựng cơ sở vật chất tốt hơn mà còn xây dựng một mối quan hệ bền vững, đồng thuận của cộng đồng dân cư tại địa phương, cũng như là tạo công ăn việc làm cho những người nông dân tại chỗ. Việc góp vốn thực hiện công trình nâng cấp bê tông nhựa hóa lần này, ngoài việc thể hiện sự cam kết cùng địa phương phát triển, khẳng định vai trò của một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng. Năm 2019, nhà máy thứ 5 của Công ty Cổ phần Thực phẩm và Nước giải khát Nam Việt với thương hiệu Vinet được xây dựng tại Bến Cát, Bình Dương.